Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức Ưng Hoàng Phúc hôn vợ say đắm trong tiệc sinh nhật. Tối qua ngày 19 tháng 8, Ưng Hoàng Phúc vừa tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đầy ấm cúng cho vợ, con trai và bạn bè thân thiết. Nam ca sĩ diện cả bộ vest xanh sang trọng lịch lãm, đi bên cạnh anh là bà xã Kim Cương xinh đẹp quyến rũ. Dù mới sinh con cách đây không lâu, Kim Cương đã sớm lấy lại vóc dáng thon gọn và ba vòng hoàn hảo. Cô bé con trai khá bụ bẫm của cả hai đang say ngủ và liên tục hướng dẫn nhân viên sắp xếp mọi thứ thật chu đáo trong ngày vui của chồng. Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc không ngại ngần thể hiện tình cảm yêu thương dành cho nhau. Cả hai hôn nhau say đắm từ lúc tiệc chưa bắt đầu. Đến khi cầu nguyện thổi nến, Kim Cương vẫn không ngừng hôn ông xã điển trai. Xuất hiện tại buổi sinh nhật của nam ca sĩ, có khá nhiều ca sĩ nổi danh một thời như Vân Quang Long, Châu Gia Kiệt và Lâm Vũ. Ưng Hoàng Phúc hôn Kim Cương say đắm trước bạn bè và khách mời. Kim Cương đã lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh con không lâu, khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ. Con trai Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương cũng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của bố. Cậu bé rất kháu khỉnh, đáng yêu và trông giống Ưng Hoàng Phúc như tạc. Nam ca sĩ khá xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn bè thân thiết đã đến dự sinh nhật của anh. Kim Cương hôn má Ưng Hoàng Phúc trong lúc anh trò chuyện. Cặp đôi hạnh phúc cầu nguyện với bánh sinh nhật và nến. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!